chúng ta cùng gặp gỡ và lắng nghe tiếng hát của nữ ca sĩ Ngân Quỳnh. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngân Quỳnh xin kính chào quý vị tăng ni Phật tử, lời chào sức khỏe và trân trọng nhất. Ngân Quỳnh không biết nói gì hơn, xin chúc quý vị mùa Phật đản an lành, hạnh phúc, nhà nhà được thanh tâm, lúc nào cũng an lạc và gia đình luôn luôn bình an. Ngân Quỳnh gửi đến với quý vị ca khúc của nhạc sĩ Hằng Vang, ca khúc tựa đề Truyền Tin Vui. Ôi hân hoan, anh vàng chiều sáng khắp trần gian. Ôi bao hân hoan, duyên lành đã đến khắp thế gian. Hỡi nhân loại ơi, uy hùng hy mã làm sơn. Hỡi nhân loại ơi, đấng đại từ bi giáng trần. La 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 la. Ôi hân hoan không vốn tận trời, nhạc thiên tiết tấu cả người, xin vui thế giới và người. Chúng sanh ơi, đóa hoa ưu đàm bừng nở. Vàng chiều sang khắp thần gian, ôi bao hân hoan, duyên lành đàn đến khắp thế gian. Hỡi nhân loại ơi, uy hùng hy mã lập sơn. Hỡi nhân loại ơi, đấng đại giác ngộ ra đời. La 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 la. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lần nữa Ngân Quỳnh xin gửi đến lời chào quý Phật nữ, lời chào sức khỏe và bình an. Vâng, xin cảm ơn ca sĩ Ngân Quỳnh, xin mời nán lại sân khấu tí xíu ạ. Và một lần nữa một tràng pháo tay thật lớn dành cho ca sĩ Ngân Quỳnh.